mình có nhiệm vụ là quay phim. Mình có nhiệm vụ là quay phim lại cho tất cả các bạn xem thôi. Mình có nhiệm vụ là quay phim lại cho tất cả các bạn xem. Xem mình bắt cá trên dòng sông Trà thôi nha các bạn. Các bạn ủng hộ mình là được rồi, ủng hộ mình là tuyệt vời rồi nha các bạn. Đó. Hiện tại là mình sẽ quay lại những hình ảnh về dòng sông Trà cuối năm. Đó. Ủa cá to. Cá to, được cá to, bất ngờ quá luôn. Wow. Đây các bạn ơi. Bây giờ anh em đi bắt cá nha. Đi bắt cá để tối nay đón giao thừa. Đón giao thừa nha các bạn. Mời các bạn cùng với Cuộc Sống Sài Gòn TV đi bắt cá và đón giao thừa nha các bạn. Tại Quảng Ngãi. Hôm qua mình cũng có quay rồi. Thấy ít ngày nữa là cái này, cái dọc đất này người ta sẽ mở cái con đường rộng luôn nha các bạn. Con đường từ ngay chỗ đường phía nhà mình này đi ra ngoài đây, nó sẽ là con đường 30m để lấy cái bờ đê bao này nha các bạn, để lấy cái dòng sông này là cái điểm địa điểm và cái điểm tựa của du lịch Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hôm nay tiếp tục hành trình đi bắt cá trên dòng sông Trà nha các bạn. Tối nay đêm 30 sẽ bắn pháo hoa. Đêm bắn pháo hoa nha các bạn. Ngay trên giữa cầu Trà Khúc. Lớn qua đó. Ủa mà treo xuống nó rớt nữa vậy. Đó, thấy đoàn không? Đoàn đi bắt cá không? Có hình ảnh anh Đỏ nữa, là anh Đỏ là một trong những cái fan hâm mộ mà coi cái view. Cái view. Có anh Đỏ anh Hà nữa. Giờ là khiêng khiêng ghe xuống nha các bạn. Thôi đổ nhà đi. Đổ nhà đi. Đi chi? Hả? Hả? Ok. Hello, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục cuộc hành trình bắt cá trên dòng sông Trà nha các bạn. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV tiếp tục có phóng sự khám phá dòng sông Trà cũng như là bắt cá. Mời các bạn cùng với Cuộc Sống Sài Gòn TV khám phá nha. Đây là những hình ảnh hôm nay nước rút lắm các bạn ơi. Nước rút lắm. Nè, các bạn thấy nước rút không? Nhô đá lên luôn á. Nhô đá lên luôn. Những chiếc thuyền nhỏ này các bạn là người ta giống như này nè các bạn, là người ta đi bỏ cá đó các bạn ơi. Đi bỏ cá để bắt cá nha. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV lang thang và cùng với anh em đi lên bắt cá trên dòng sông Trà. Lên túc lên trên cầu lên trên kia luôn các bạn. Đó. Ôi, bên kia đề nghị bên kia tắt nhạc đi nha. Kiểu này là không được rồi. Bên kia mở nhạc các bạn ơi, chuẩn bị bên kia là đón vô thừa đó các bạn. Đón vô thừa nó mở nhạc lên. Mình chết. Tối nay là giữa dòng sông này nè, giữa cây cầu này nè, nó sẽ là cái điểm bắn pháo hoa chính của thành phố Quảng Ngãi. Chào mừng năm mới 2020. Đó, thì điểm này sẽ bắn pháo hoa nha các bạn. Để cho tất cả bà con
không những là từ trên khu vực này nè, trên cầu Trường Xuân nè, cầu đường sắt nè nha các bạn. Đó, cũng giống như là tất cả bà con ở hai bên bờ có thể là xem được màn bắn pháo hoa rực rỡ nha các bạn. Nói nhiều quá sợ cá nó động ở dưới đó các bạn ơi. Đó, mình sẽ đuổi lên tới lên trên kia luôn, quay lại những cái hình ảnh này cho tất cả các đúng rồi, lên trên đó nó mới đẹp. Đã quay được, quay lên cho nó. Tối nay là anh em bây giờ đi bắt cá này các bạn. Đi bắt cá là để kiếm mồi. Bắt cá là để kiếm mồi đó các bạn. Bắt cá là để kiếm mồi. Bên kia mở nhạc to quá các bạn ơi, mở nhạc to quá. Không biết dính bản quyền hay không. Ê, mở nhỏ nhỏ lại. Đó, gọi điện qua nó là mở nhỏ nhỏ lại. Mở nhạc to thế. Bao vô bơ ra này. Bơ ra. Đi ghe nhỏ đó các bạn, nhìn thấy những cái chiếc ghe, những chiếc xuồng không, những chiếc xuồng nhỏ nhỏ là bà con quê hương mình để đánh bắt cá đó các bạn, đánh bắt cá mà có thể là nơm nè, giống như những cái này nè các bạn thấy không. Phải hai người ba ứ nha các bạn. Mình có nhiệm vụ là quay phim. Mình có nhiệm vụ là quay phim lại cho tất cả các bạn xem thôi. Mình có nhiệm vụ là quay phim lại cho tất cả các bạn xem. Xem mình bắt cá trên dòng sông Trà thôi nha các bạn. Các bạn ủng hộ mình là được rồi, ủng hộ mình là tuyệt vời rồi nha các bạn. Hiện tại là mình sẽ quay lại những hình ảnh về dòng sông Trà cuối năm. Đây, đang bổ lưới nè các bạn. Phải canh nha. Mình nói thật sự là đi lưới thì mình phải canh cái chỗ nào là thường hay có cá nghe các bạn, là để mình đuổi, tức là mình chặn đầu cá đó các bạn. Chặn đầu cá. Nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy đã không? Nè, mình đem hai tấm nha các bạn. Nè, tấm này với tấm đang bùa để bắt cá tối nay để kiếm mồi nhậu nha. Bắt cá tối nay kiếm mồi nhậu. Rồi, đó, đập đi. Ê, đập không? Đừng đập vậy, đập gõ gõ vụt vụt á. Đó, gõ đi như đó. Để ra. Đuổi nè các bạn. Đó. Đuổi một mai bữa có cá thôi. Đây là tay chèo anh Thuận năm vừa rồi đó các bạn. Lặn dưới sông đó, đêm 30 đó, ngày 30 mà lặn xuống sông với cá đó. Lặn xuống gặp cái mũ bảo hiểm rung gì luôn. Đó, đây là bến cát nha các bạn. Đuổi gõ à, gõ đây nè, đi chỉ cho gõ đó, gõ xuống đó. Trời, gõ thanh niên gì gõ không nổi vậy. Dám sao cát mạnh lên nè, để hơi tiếng đây nè. Đó thấy chưa, thanh niên gì mà lại chứ bây. Mình ngồi đây bắt cá rồi, ngồi đây xem bắt cá này các bạn. Những chú cá trên kia nha các bạn, mình sẽ lên trên kia chân cầu đuổi. Tối nay là sẽ có mùa nhậu. Có hả? Có, thấy chưa? Ở đây, đây. Wow, thấy chưa các bạn? Dễ anh Thuận kia không có. Ê,
cá này tấu nướng thôi thì nướng như năm ngoái. À, được phải vướng cái tấm lưới này phải không? Bỏ. Được một con rồi nha các bạn, được một con rồi nè, thấy chưa? Mới vô là có cá liền. Ông bỏ ông bơi không nổi mà. Bơi đi. Có người quay phim là mạnh nhất thôi. Ồ, thấy chưa? Được một chú rồi nha các bạn, được một chú rồi nè. Này, mới ra cái là phát lên lực một chú cá rô liền. Nè, nhìn nha các bạn, như thấy không? Ồ, chú cá rô nè, nướng. Tối nay mình nướng cá rô xong. Tối nay mình sẽ nướng nha các bạn. Và tưởng con nữa chứ. Không phải. Rác nha các bạn. Ồ. Các bạn thấy buổi chiều không? Đẹp không? Mặt trời xuống. À, năm mới thì các bạn làm gì? À, chắc là mình nghĩ là cùng với gia đình đón năm mới, trang hoàng nhà cửa cũng như là mua sắm, đúng không các bạn? À, còn cuộc sống Sài Gòn TV á, thì năm mới cũng mình cũng y như các bạn thôi, nhưng mà mình có một cái vui nữa là anh em thì cũng lâu lâu về, như anh Thuận đây nè, là ảnh là giáo viên nha các bạn, ảnh giáo viên ở trên Gia Lai á, ảnh giáo viên ở trên Gia Lai, còn ảnh về giống như là mình thì cuộc sống Sài Gòn thì ở Sài Gòn nha các bạn. Thì mỗi dịp Tết đến xuân về thì anh em mới gặp thôi. Đây là ông anh con của bác của mình nha các bạn. Đó, đây là anh em ôn lại kỷ niệm xưa và quay lại cảnh bắt cá trên dòng sông Trà cho tất cả các anh chị cô chú thấy được quê hương của mình như thế nào. Đấy, Mấy à. Ê. Bà tới được không? Đó. Đổ ngồi cho nẹn ghe thôi bây. Đó. Quá gì? Giò gió quá đi cái đó, vướng. Ồ. Tưởng cá các bạn ơi. Đó, tiếp tục nè. Đi bắt cá kiểu này về nướng, tối nướng là vui lắm, nướng vui lắm. À, tội đỏ đi, đỏ là phân hâm mộ mà, cơ gì cài view giùm mà. Thì hả, nước chảy hả, nước trong veo luôn các bạn ạ, nước trong veo nè, các bạn nhìn thấy không, nước trên dòng sông Trà. Trinh, nước trên dòng sông Trà khúc. Hiện tại là vớt này mình thấy là chỉ có được một con thôi các bạn. Hy vọng là sẽ có. Ê, có cá bố ơi. Có cá. Mình sẽ quay cận cảnh dưới nước để xem thử cá nó như thế nào nha các bạn. Được cá to, bất ngờ quá rồi. Wow. Cuối năm bắt được cái chú cá chép to này. Quá hấp dẫn. Mình sợ nó bứt lưới đó các bạn, bởi vì lưới này là lưới nhỏ mà. Lưới nhỏ mà ngờ đâu bắt được cá to thôi các bạn. Có trứng nè. Đấy. Con này trâu. Con này làm gì ta? Thế, con này làm sao nuôi? Không có to thế. Thấy chưa? Trúng mánh quá. Xe lưới luôn mà. Con này tầm khoảng 1,5 kg đó các bạn.
cái rưỡi á, con này bự nè, con này trứng không các bạn ơi. À, con này tối nay nướng anh em nướng thôi chứ tuyệt vời, tuyệt vời quá. Các bạn thấy cảnh bắt được cá to kinh khủng không? Cá chép to. Wow. Hấp dẫn quá. À, nhìn khá hấp dẫn không các bạn? Bạn thấy lý thua. Nhẹ chú cá chép nè. Wow, ghiền luôn. Trúng mánh rồi. Hả? Sao không ăn? Cá này nha các bạn, ôm dưa thì tuyệt vời. Bên kia mở nhạc to quá các bạn ơi, mở nhạc sân khấu để đón chào năm mới 2020 á, mở nhạc to quá, mình sợ là dính bản quyền. Được giấc này là đầu tiên đó các bạn, được một chú cá rô này và một chú cá chép thiệt là bự. Các bạn thấy cái cảnh không? Cá chép ở dưới sông đá. Ghiền nha. Đó, anh Thuận đang gỡ lưới nè. Hồi nãy bắt con cá chép đó các bạn. Anh lên là anh xé lưới thôi chứ không có gỡ. Quất nó lên là xé nó ra thôi. Chứ không cứ gỡ là không được nữa. Cá nữa các bạn ơi. Trời ơi. Vô vậy. Ồ, hấp dẫn không? Thấy không ơi? Hấp dẫn quá. Wow. Lòng gió sang được chi? Cái gì vậy? Gió sang gì? đi tìm mồi nhậu đó nghe các bạn. Mồi nhậu mà chưa hết mà có con cá chép ký rữ đó, hơn ký rữ á. Là quá mồi nhậu luôn á, là được 3-2 cái rô nữa. Ở nhà thêm mấy ký nữa các bạn. Có cái này hả? Có này hả con hả? Có nè. Vậy là đơn giản thôi anh Thuận ơi. Vâng, đập đơn giản thôi chứ không... nhiều luôn. Nhiều lúc hay xui chạy ra. Ủa. Quay phim hấp dẫn quá mà bên kia mở nhạc to quá các bạn ơi, mở nhạc to lắm, mình sợ dính bóng quyền về lòng âm thanh vào ấy thì không hay lắm, nhưng mà sợ dính bóng quyền các bạn. Ủa, đây là một trong những cái địa điểm mà cát nha các bạn, thu hoạch cát á, cát đá sạn đó để xây dựng á. Rồi mất này nha các bạn, chỉ có được ba chú, đặc biệt là trúng mánh là được chú cá chép, được cái lưỡi nè các bạn. Rồi chú nhảy gì không các bạn, gì không bước được hai chú cá rô. Rồi cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo về có phóng sự bắt cá từ dòng sông Trà nha các bạn. Bị bỏ xuống nước buồn quá rồi.